Xin chào các bạn, hôm nay Tú Trinh sẽ chiết một cái nhánh hoa mẫu đơn. Ở đây nó mọc ra từ cái rễ nó ra, nó mọc ra một cây con. Và ở đây nó cũng có một cây con. Tú Trinh chiết cái cây con này nó cao khoảng 5 tấc, 50 cm. Nó đang phát triển rất tốt. Hôm nay Tú Trinh sẽ chiết nó ra, nó mọc từ cái cây thành cây lớn. Cây lớn thì nó rất là dài, rất là cao. Cái bông nó rất là to, nó có 3 bông. Bông nó bằng một cùm tay của Tú Trinh. Và nó ra rất là nhiều bông. Lúc trước cái này Tú Trinh cũng trồng từ một cây con như vậy. Rồi sau hơn một năm thì nó phát triển rất là tốt. Thì hôm nay Tú Trinh sẽ đào nó ra. Một cây nó gom một cành mà nó chia ra được ba nhánh. Cái lá này tôi chinh cắt ra để cho nó gọn. Đây, cái từ một cái rễ ở đây, rễ con nó rất là nhiều. Cái rễ nó mọc sâu xuống như này. Nó đang từ một cái cây lớn, cây mẹ, nó mọc cái rễ dài đây, sau đó nó đâm lên một cái chồi non của một cây con. Rễ cây trang rất là nhiều nha, rễ con. Trinh sẽ cắt nó ngang đây đi, tại vì nó rễ nó sâu á. Sau đó Tú Trinh sẽ đào. Trinh dùng một cái xẻng, từ một cái sắt người ta tán ra thành một cái xẻng.
nó có cái rễ, từ một cái rễ này nó mọc ra, nó ra đây. Chuyển rất là tốt, xanh tươi, rễ nó rất là nhiều. Những cái rễ này thì tí chinh vẫn giữ nguyên lại. Cái phần rễ thì nó có, cũng có một cái dáng rễ nó đi. Và cái cây này nó mọc từ một cái rễ của cây mẹ lên. Chinh giữ nguyên cái dáng rễ này và trồng nó lại. Trồng trực tiếp tại cái gốc cây mẹ luôn. Trồng xong cây hoa trang, người thường gọi là cây mẫu đơn. Cái bông hoa này, cái giống nó rất là to. Chinh sẽ tưới nước, tưới cho nó thấm đều.